Xin kính chào quý thầy cô và kính chào quý bậc phụ huynh và thân chào toàn thể các bạn tân cử nhân khoa ngoại ngữ và khoa du lịch trường đại học Vinh Lan. Em tên là Hồ Văn Phát, hiện đang là tân cử nhân khóa 24 chuyên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Ngày hôm nay em thật sự rất vui và tự hào bởi vì được đứng ở đây để đại diện cho tất cả các bạn tân cử nhân để chia sẻ phát biểu trong buổi lễ ngày hôm nay. Và còn một điều tuyệt vời hơn khi mà đứng bên cạnh em đây là một bạn nữ rất là xinh đẹp của khoa du lịch, thế hệ đầu tiên của chương trình đào tạo đặc biệt. Xin cảm ơn Phát. Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh. Xin chào bạn bè Văn Lan. Em là Tống Kim Ngân, tân cử nhân ngành quản trị khách sạn chương trình đào tạo đặc biệt khóa 24. Là sinh viên thuộc thế hệ đầu tiên của chương trình đào tạo đặc biệt, thật là tự hào và vinh dự khi em đã luôn phấn đấu trong suốt 4 năm học để gặt hái được những thành công trong học tập. Và hiện tại em đã có một công việc tuyệt vời tại khách sạn Intercontinental Sài Gòn. Và ngày hôm nay đặc biệt vô cùng khi em được thay mặt cho các bạn chương trình đào tạo đặc biệt để gửi đến những lời cảm ơn, lời chia sẻ đến quý thầy cô, quý phụ huynh cùng các bạn tân cử nhân tốt nghiệp năm 2022. Và Phát và Ngân là hai đại diện khác nhau của hai chương trình, cũng như là hai ngành, chương trình đào tạo đặc biệt và chương trình tiêu chuẩn. Nhưng mà Phát và Ngân có rất nhiều kỷ niệm tại mái nhà chung Vinh Lan. Và với tuy hai chương trình khác nhau với những cái định hướng cũng như là thế mạnh riêng, nhưng mà Phát với Ngân có một cái cảm nhận chung là sự tận tâm, sự tận tụy và sự nhiệt huyết của thầy cô và nhà trường luôn theo cánh với tất cả các bạn sinh viên chúng em. Và trong suốt 4 năm học vừa rồi thì Phát có rất nhiều kỷ niệm cũng như là cảm xúc đông đầy tại mái nhà chung Vinh Lan. Và không biết với Ngân, trong 4 năm học vừa rồi, Ngân có những kỷ niệm tuyệt vời gì tại mái nhà chung Vinh Lan nhỉ? Thú thật với Phát thì là sinh viên chương trình đào tạo đặc biệt khóa đầu tiên thì tất nhiên là chúng mình sẽ có rất nhiều bỡ ngỡ và sự thiếu kinh nghiệm. Nhưng mà điều Ngân thấy ý nghĩa nhất là sinh viên được tăng cường kết nối với các tổ chức cộng đồng, học thật, làm thật các dự án thực tiễn, giúp khai phóng được tiềm năng của các bạn. Tuy là chương trình học riêng, nhưng trong đời sống sinh hoạt thì chúng mình vẫn luôn kết bạn, giao lưu với các bạn chương trình tiêu chuẩn trong khoa cũng như là các khoa khác. Và bằng chứng rõ ràng nhất đó chính là Ngân và Phát đã cùng nhau trưởng thành trong một câu lạc bộ từ khoa du lịch, một ngôi nhà nhỏ đã giúp chúng mình thay đổi và ngày hôm nay có thể tự tin đứng ở đây phát biểu. Và như vậy là Phát và Ngân đã có một cái điểm chung, đó chính là cùng nhau tham gia một câu lạc bộ cấp khoa, đó là câu lạc bộ kỹ năng du lịch, một trong những cái câu lạc bộ mà giúp cho sinh viên du lịch hai ngành, hai thế hệ, chương trình đào tạo đặc biệt và chương trình tiêu chuẩn đều có thể tham gia. Và vốn Phát là một người sống hướng ngoại nên khi mà vào câu lạc bộ thì giống như là cá gặp nước vậy đó. Thì Phát đã có phát huy được thế mạnh của mình rất là nhiều, gặp được nhiều anh chị thật là giỏi và có được nhiều kỹ năng bổ ích. Và từ đó mà Phát đã có được những cái công việc theo chuyên ngành của mình từ những năm đầu tại Đại học Vinh Lan. Và đặc biệt nữa là Phát cũng là một trong những thành viên ban chủ nhiệm của câu lạc bộ nhiệm kỳ trước. Đó là một cái điều rất là vinh hạnh của Phát. Và gần đây thì Phát cũng có lấn thêm sang một cái mảng, đó chính là mảng MC, một cái mảng mà Phát rất là thích. Và cũng có tham gia một chương trình có tên là Én Sinh Viên và cũng đã có những cái ấn tượng tại chương trình này. Và đó là một trong rất nhiều những cái kỷ niệm mà Phát đã có được tại mái nhà chung Vinh Lan. Đó là một điều rất tuyệt vời. Và bật mí cho tất cả các bạn tân cử nhân ở đây một bí mật, đó chính là bạn Ngân cũng là một trong những thành viên rất là xuất sắc của câu lạc bộ. Cũng chính nhờ có câu lạc bộ, Ngân đã tiếp thêm được năng lượng tích cực, tinh thần nhiệt huyết và năng động ẩn giấu trong con người Ngân đã ngày một bộc phát và Ngân đã tích lũy thêm được những kiến thức quan trọng và kỹ năng nói chuyện trước đám đông cũng như bản lĩnh sân khấu khi tham gia câu lạc bộ. Đó chính là những bàn đạp vững chắc để Ngân có thể tự tin tham gia những cuộc thi lớn hơn. Và có thể là một kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với Ngân đó chính là cuộc thi Miss Emitter Văn Lan. Qua đó thì Ngân đã được phát huy các thế mạnh và thể hiện được kỹ năng vốn đã tích lũy khi tham gia câu lạc bộ, đã tạo dựng được những hình ảnh riêng của bản thân và cũng đã mang về một thành tích tốt đó nha. Và em xin được cảm ơn thầy cô đã tạo dựng câu lạc bộ và cũng không quên cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành cùng Ngân trong suốt 4 năm học vừa qua. Xin cảm ơn Ngân. Và tuy là câu lạc bộ của chúng ta là câu lạc bộ cấp khoa,
Nhưng mà đó là một trong những cái mái nhà nhỏ đầu tiên mà Phát và Ngân khi mà mới vào năm nhất còn rất là non nớt và ngây thơ đã được gia nhập vào câu lạc bộ. Và Phát tin chắc rằng là các bạn tân cử nhân ở đây cũng có cho mình một mái nhà riêng khi mà chúng ta bước vào năm nhất. Đó có thể là những câu lạc bộ đội nhóm cấp trường hay là cấp khoa, hay là đơn giản hơn là tập thể lớp của chúng ta và những người bạn cùng chúng ta trưởng thành trong suốt 4 năm học tại Văn Lang. Và bên cạnh những ngôi nhà nhỏ, thật hạnh phúc khi chúng ta được sống trong một ngôi nhà lớn. Đó chính là đại gia đình Văn Lang, một trường đại học không phân biệt bạn là ai, bạn đến từ đâu hay bạn tính cách của bạn ra sao hay là sở thích của bạn như thế nào. Chúng ta có thể ngồi bên nhau cùng cháy hết mình trong một hoạt động cấp trường, cùng chung niềm vui khi sinh viên Văn Lang có được những thành tích lớn và cùng chung niềm tự hào khi cái tên Văn Lang được vang lên trên đấu trường quốc tế khi nhà trường luôn tích cực đóng góp cho các hoạt động cộng đồng. Chúng em rất tự hào là sinh viên Văn Lang. Và cách đây 4 năm thì chúng ta là những cá nhân đa sắc màu đến từ khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc. Tụ tập lại đây, tụ họp và chúng ta đã có một mái nhà chung Văn Lang và chúng ta cùng học tập ở đây. Và sau ngày hôm nay, sau buổi lễ tốt nghiệp này, chúng ta sẽ cùng tỏ đi muôn nơi để có thể lập nghiệp. Nhưng mà ở lần chia xa này, chúng ta không còn là những cô cậu sinh viên năm nhất ngây thơ nữa, mà là những tân cử nhân trưởng thành, chín chắn và trang bị đầy đủ hành trang kiến thức cho công việc tương lai. Đại diện cho các bạn tân cử nhân, chúng em xin gửi lời tri ân đến ban lãnh đạo trường Đại học Văn Lang, quý thầy cô ban chủ nhiệm khoa và tất cả thầy cô đã dạy dỗ và đồng hành cùng chúng em trong suốt chặng đường vừa qua. Kính chúc thầy cô thật nhiều sức khỏe, nhiệt huyết với công việc và luôn yêu thương các thế hệ sinh viên Văn Lang. Và một lời cảm ơn tiếp theo có lẽ là lời cảm ơn đến với quý bậc phụ huynh, quý gia đình và tất cả người thân trong gia đình của chúng ta luôn yêu thương, luôn đùm bọc và động viên chúng ta trong những thời gian khó khăn nhất trong 4 năm đại học. Và có lẽ đó chính là những cái nguồn động lực cho tất cả các bạn sinh viên, những tân cử nhân ở đây để có thể tiến bộ vượt bậc trong 4 năm. Và trong khoảnh khắc ngày hôm nay, niềm vui của chúng ta sẽ thêm phần trọn vẹn bởi vì có sự xuất hiện của người thân trong gia đình của chúng ta. Và lát nữa đây, những tấm hình mà chúng ta chụp chung cùng với các thành viên trong gia đình, quý bậc phụ huynh sẽ là những tấm hình đẹp nhất, ý nghĩa nhất, xung động nhất trong suốt quãng đời của chúng ta. Và một lần cuối cùng thì Phát và Ngân xin gửi lời cảm ơn chân thành đến với quý thầy cô và quý bậc phụ huynh. Và các bạn khóa 24 ơi, Ngân và Phát xin chúc các bạn sẽ luôn thành công và lạc quan trong chặng đường sắp tới nha. Và trên hành trình muôn nơi, và chúng ta sẽ có hẹn một ngày sớm nhất tại mái nhà chung Văn Lang. Bởi vì tất cả chúng ta hãy nhớ một điều, một thông điệp ý nghĩa rằng Văn Lang là nhà.